Sau khi nghe Bộ Tư lệnh 86, cơ quan thường trực của Ban soạn thảo báo cáo tiến độ xây dựng và các nội dung cơ bản của dự thảo đề án, các đại biểu tham luận tại hội thảo đã tập trung góp ý, làm rõ các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong toàn quân về chuyển đổi số, trong đó ưu tiên các nội dung về hạ tầng như phát triển mạng, trang bị máy tính, xây dựng dữ liệu số phục vụ quản lý, điều hành, tạo ra các không gian mới để chuyển đổi số trong các hoạt động khi cơ động, như phát triển mạng không dây, xây dựng các kết nối an toàn, phục vụ trao đổi dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin để phát triển, đồng thời phải xác định lộ trình, thứ tự ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm trong các nội dung thực hiện. Để đề án có chất lượng tốt, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý và tổ chức hoàn thiện dự thảo đề án, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chủ động điều chỉnh phần thực trạng theo hướng đi thẳng vào những điểm nghẽn khi chuyển đổi số, nội dung đảm bảo an toàn thông tin phải tổng thể hơn, chủ động phát hiện, xử lý triệt để các sự cố mất an toàn từ sớm, từ xa, làm nổi bật các nội dung nghiên cứu, làm chủ công nghệ tự chủ, sản xuất các trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Đồng thời, cần trình bày rõ nội dung chuyển đổi số đối với từng lĩnh vực. Mặc dù đây là vấn đề mới, khó, tuy nhiên cần phải có các định hướng cụ thể để từng cơ quan, đơn vị thực hiện.